nhanh lên em ơi, muộn rồi. Vâng. Thôi mà em đứng luôn ở đây đi, em đợi chị nhá. Không được đi đâu nhớ chưa, để chị đi mua cho nhanh. Vâng. Nhớ đấy. Vâng. Đâu thế? Chị Hằng đi mua bánh gì mà lâu thế nhở? Ai mua rượu không? Ui, bán rượu à? Ui, cháu đi chơi rượu. Rượu ấy cháu mua không? À, đây cô có rượu năm anh em siêu nhân với lại rượu rồng ban đầu, cháu lấy rượu nào? Ui, cái rượu rồng này đẹp thế cô nhở? Thế cháu lấy cái rượu năm anh em siêu nhân này đi. 10.000 thôi cháu ạ. Ui, rẻ đấy á. Đây, cháu có tiền này. Thôi đi bay đây. Từ sáng đến giờ mấy hôm nay cách ly xã hội, ra ngoài đường chả thấy ai, thấy mỗi mình đi ngoài đường. Mình còn phải đi tìm trẻ con, còn bắt cóc kiếm tiền chơi điện tử chứ. À kia rồi, đối tượng của mình kia rồi, mình sẽ ra bắt cóc nó. Bây giờ mình sẽ tẩm thuốc mê vào khẩu trang. Phát khẩu trang miễn phí đây. Phát khẩu trang miễn phí đây. Phát khẩu trang miễn phí đây. Ô cháu dạ. Tại sao cháu ra ngoài đường mà không chịu đeo khẩu trang hả? Đây khẩu trang đây, cháu lấy đeo vào. Ủa chú nha. Ừ. Thơm thơm không? Ừ. Được đấy chú ơi, được đấy. Cảm ơn chú nha. Ừ. Đây rồi, đây rồi. Cái thằng quỷ nó nặng thế nhỉ. Bắt cóc cũng không phải đơn giản đâu. Cái thằng em trai của mình đâu rồi nhở? Cún ơi, sao mình đã bảo là em mình ngồi im một chỗ rồi để mình đi mua cái bánh gạo này về, thế là kiểu gì đâu để đi chơi được. Trời ơi, suốt ngày mải chơi thôi. Cún ơi, đâu rồi? Cún ơi. Kia chính xác là thằng em mình rồi, khả năng là bị bắt cóc rồi. Ui, bây giờ làm nào bây giờ? Bây giờ mà đi về báo cho bố mẹ thì nó bắt cóc em mình đi mất. Ui, làm nào để giải cứu thằng em trai của mình bây giờ nhờ? À, công an, có công an kìa, công an, có công an. Ui, Cún ơi, Cún, Cún ơi, chị Hằng đây. Cún ơi, Cún, Cún, dậy đi, em làm sao đây? Hả? Dậy đi. Tỉnh rồi. Ôi dồi ôi, dậy rồi à. Nhanh lên, nhanh nhanh. Sao em nằm ở đây? Trời ơi, em không biết em sao em nằm đây à. Em phải bị bắt cóc đấy. Bắt cóc hả chị? Ờ, nhờ có chị giải cứu em đấy. Ôi, em đang thả diều sao mà nhỉ? Đấy, cái tội mải chơi ấy mà. Từ giờ nhá, đừng có mà mải chơi nữa. Phải nghe rồi chị chứ. Thôi đi về đi, nhanh lên. Ui, thế này bắt cóc sợ lắm rồi, về chị ơi.